Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Lazio và câu lạc bộ Roma. Đây là trận đấu thuộc cấp 3 Italia và sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 11 tháng 1 theo giờ Việt Nam và theo đánh giá thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng, mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng lên nữa là 0,5 đó là mức kèo phụ do Lazio sẽ chấp Roma mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75 tỷ kèo biến động trước khi đi vào nhận định mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram Cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày, đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Lazio và Roma, Lazio thắng 3, hòa 1, và thua một trước Roma năm trận thi đấu gần nhất của Lazio Lazio thắng 3 và thua 2 còn năm trận thi đấu gần nhất của Roma Roma thắng 2 hòa 1 và thua 2 và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Lazio mức kèo đồng nhé vì sao thứ nhất nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Roma thì mình thấy là Lazio đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Roma đôi chút. Thứ hai nữa thì Lazio có được điểm tựa trên sân nhà và thứ ba nữa thì chọn mức kèo đồng ở 90 phút chính thức đi. Nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Lazio, chúng ta cũng không thua kèo. Và xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là hiện tại Lazio họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Roma nữa những lần tiếp đón Roma trên sân nhà trước đây thì mình thấy là đa phần Lazio đều tận dụng được tốt cái điểm tựa sân nhà của mình để giành chiến thắng trước Roma ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà có được lực lượng đầy đủ nhất thì biết đâu một lần nữa Lazio họ sẽ đá bại được Roma ở 90 phút luôn thì sao cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Lazio mức kèo đồng ở lượt trận này mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75 những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường mình thấy nó cũng có từ hai hoặc ba bàn trở lên là nhiều với lại là thời gian vừa qua thì hai đội vẫn đang giữ cho mình một cái phong độ khá là ổn định và hiệu suất ghi bàn đều đặn mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi dự đoán sẽ là hai một nghiêng về cho lazio hoặc là ba một bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài trận này nhé và ngoài ra thì các bạn có thể là đã cái mức chơi phụ là hai đội đều ghi bàn ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75 Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn so với Roma thì Lazio hiệp 1 họ sẽ có một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Lazio kèo đồng nha. Đá tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Lazio và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Ưu tiên chọn Lazio hiệp 1 trận này. Chúc các bạn may mắn.